Kingdom Deluxe là tựa game nhập vai được phát triển và phát hành bởi ActionSquare. Game được chuyển thể từ bộ phim cùng tên trên Netflix với bối cảnh Joseon của Hàn Quốc vào khoảng năm 1592 đến năm 1598. Một đại dịch khiến người chết sống lại và trở thành lũ xác sống khát máu tấn công người khác. Trong game, bạn sẽ vào vai một cận vệ của Thế tử Lee Chan đi điều tra nguyên nhân đại dịch. Trong quá trình điều tra, người chơi sẽ đụng độ lũ thay ma đáng sợ cùng với đó là những âm mưu trong triều đình nhằm chiếm lấy ngai vàng đang không người trị vì kia. Hãy cẩn thận với Vương Phi, ả ta đang có những hành động đáng ngờ. Lối chơi theo phong cách chặt chém đặc sắc trên điện thoại sẽ khiến cho người chơi có một trải nghiệm mãn nhãn. Đầu game, người chơi sẽ được chọn một trong hai lớp nhân vật là kiếm sĩ và cung thủ. Ở lớp nhân vật kiếm sĩ thì người chơi sẽ thiên về kỹ năng cận chiến hơn, trong khi cung thủ có thể kết hợp giữa cung và kiếm để giữ khoảng cách an toàn cho bản thân. Người chơi có thể di chuyển để né tránh và tấn công kẻ địch thông qua các nút trên màn hình. Ngoại trừ việc phải chiến đấu với lũ thây ma ngoài kia, thì người chơi cũng phải cẩn thận với những con người khác vì chúng có thể làm tay sai với Vương Phi độc ác kia. Phần đồ họa của Kingdom Deluxe được đầu tư rất tỉ mỉ khi các trang phục và tạo hình nhân vật của game đều rất sát với thực tế. Người chơi sẽ được thấy một thế giới tái hiện hoàn hảo các trang phục và kiến trúc của Hàn Quốc cổ xưa. Các hiệu ứng và hoạt động kỹ năng trong game cũng rất đẹp mắt. Người chơi có thể thay thế các kỹ năng cơ bản thành những kỹ năng mạnh mẽ ở những giai đoạn về sau. Ngoài ra, game còn có khá nhiều hoạt động để bạn có thể thỏa thích trải nghiệm, như săn boss cùng đồng đội để cùng bạn bè đi hạ gục những con boss khó nhằn nhất game, hoặc chế độ solo 1v1 cùng người chơi khác để trổ tài kỹ năng múa kiếm của mình, hoặc chỉ đơn giản là trải nghiệm chế độ vượt màn trong thời gian nhất định với các yêu cầu hạn chế để giành lấy phần thưởng hấp dẫn. Kingdom Deluxe hiện đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều ở khu vực Hàn Quốc sẽ được Lobeta. Dù chưa ấn định ngày ra mắt chính thức của game, nhưng có lẽ sẽ có tỷ lệ cao vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 vì game đã và đang nhận được các lượt phản hồi tích cực từ người chơi. Dự kiến game sẽ có mặt trên cả Android, iOS và PC với nền tảng Steam. We'll be right back.